Bài 83 tương với phần 4 bài 28 quyển 2. Tỷ 33 cửa. Đầu tiên hãy nghe và nhắc lại cách nói trên lầu, trên tầng, tầng trên. Lấu sảng. Lấu. Lấu. Sảng. Sảng. Lấu sảng. Lấu sảng. Trên tầng có người không? Lấu sảng nhiều人吗? Lấu sảng nhiều人吗? Bây giờ là một cách khác để nói từ tầng. Thầng. Thầng. Từ này âm Hán Việt cũng là tầng. Tầng 1. Y thầng. Y thầng. Y lấu. Tầng 2. Ở lấu. Ở thầng. Ở thầng. Tầng 18. 18 lấu. 18 thầng. Tầng 18 trên lầu, tầng 18 phía trên. Nguyên văn là trên tầng, tầng 18. Lấu sảng 13 thầng. Lấu sảng 13 thầng. Tầng 18 trên lầu có một căn. Lấu sảng 13 thầng nhiều ý thảo. Lấu sảng 13 thầng nhiều ý thảo. Hãy thử hỏi, có loại mà lớn một chút hay không? Với nghĩa có loại căn hộ mà phòng khách lớn một chút hay không? Trong đó loại căn hộ mà phòng khách được lược bỏ. Dầu mới dầu tài đèn đợ. Dầu mới dầu tài đèn đợ. Có, tầng 18 trên lầu có một căn. Dầu, lấu sảng 13 thầng nhiều ý thảo. Dầu, lấu sảng 13 thầng nhiều ý thảo. Bây giờ là cách nói mét vuông, nguyên văn là bình phương mét. Phính phang mỉ. Phính. Phính. Phang. Phang. Mỉ. Mỉ. Phính phang mỉ. Phính phang mỉ. Một mét vuông. Yì phính phang mỉ. Yì phính phang mỉ. 2 mét vuông. Liàng phính phang mỉ. Liàng phính phang mỉ. 30 mét vuông. 30 平方米. 30 平方米. Hơn 30 mét vuông nguyên văn là 30 nhiều mét vuông. 30多平方米. 30多平方米. Phòng khách hơn 30 mét vuông. Cửa thính 30多平方米. Cửa thính 30多平方米. Có loại mà lớn một chút hay không? Dầu mới dầu tài đèn đợ. Dầu mới dầu tài đèn đợ. Có, tầng 18 trên lầu có một căn. Dầu, lấu sảng 13 thầng nhiều ý thảo. Dầu, lấu sảng 13 thầng nhiều ý thảo. phòng khách hơn 30 mét vuông. Cửa厅30多平方米。客厅30多平方米. Hãy nhắc lại từ lên trong lên lớp. Sảng. Sảng. Lên trên. Sảng chủy. Sảng chủy. Từ chủy ở đây là từ chỉ phương hướng đi lên trên xa khỏi chỗ người nói bây giờ. Lên trên xem thử xem. Sảng chủy khản khản. Sảng chủy khản khản. Chúng ta lên trên xem thử xem đi. Chúng ta lên trên xem thử xem đi. Chúng ta lên trên xem thử xem đi. Hãy hỏi lại từ đầu. Có loại mà lớn một chút hay không? Có mấy có to một điểm đó? Có mấy có to một điểm đó? Có, tầng 18 trên lầu có một căn. Có, lầu sàng 18 tầng có một thảo. Có, lầu sàng 18 tầng có một thảo. Phòng khách hơn 30 mét vuông. Cửa thính 30多平方米. Cửa thính 30多平方米. Chúng ta lên trên xem thử xem đi. Chúng ta lên trên xem thử xem đi. Chúng ta lên trên xem thử xem đi. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? 换人民币还是美元？lên mạng tra tài liệu. 上网查资料. Mình lấy tiền cho bạn. 我给你拿钱. Chiều phao này vừa tốt vừa rẻ. Cái kiện ủy绒服又好又便宜. Tốt nghiệp đại học. 大学毕业. Làm phiền, tôi hỏi thăm một chút. 劳驾，我打听一下. Qua đường. 过马路. Thôi mới có 1 tệ. Xoàn là bà, thấy 1 khoải. Có khả năng cảm rồi. Khả năng cán màu lọ. Trình độ tiếng Trung. Hải yu sủy pính. Lợi hại như vậy à? Giỏi như vậy à? Nà mà lì khải. Đánh bóng rổ. Tà lán chiếu. Tắt máy. Quan chi. Đá bóng. Thị dú chiếu. Tiêu chảy. La tủ tử. Đã bị viêm đại tràng. Tớ là tráng yến. Nhớ nhà rồi. Sáng cha lợ. Lễ đường có vũ hội. Lì tháng yếu ủ khuẩy. Không vừa ý lắm. Bú thoải mái nhỉ. Lại dẫn anh đi xem thêm. 再带您去看。墓景xung quanh quá loạn，周围环境太乱。 82.1 厨房,卧室. Phòng khách diện tích hơi bị nhỏ một chút. Cửa厅面积小了点儿. Tầng 18 trên lầu. Lầu sàng 13 tầng. Lên trên xem. Sàng truy khẳng khẳng. Hơn 30 mét vuông. 30多平方米.